giao dàn cày năm chảo cho 3408 về Thanh Miện, Hải Dương. Test cày trực tiếp tại cánh đồng xã Liên Giang. Anh này anh đánh trực tiếp máy từ Thanh Miện sang đây để lắp dàn cày 3408 kéo 5 chảo. Ổn chưa anh ơi? Ổn chưa? Này không sâu đâu, mới có khoảng tầm chưa được 10 phân đâu. Trông nó vậy đấy. Trời, máy gặt vật như vật đẻ. Em chờ bác hoa hồng đen nhé. Ôi bác em vừa đánh ra hết cái thửa ruộng này rồi, em đi về đây. Đấy, bác ấy về rồi. Chào quyền cày phố Cầu Kim. Anh ơi, chiều nay xe Thái Nguyên về là em đưa sang cho anh nhá. Anh Hoa Hồng Đen.